Konnichiwa, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang đến với kênh Hồng Thấm Cuộc Sống Hàn Quốc ở Incheon. Và hôm nay Thấm sẽ review lại cái nhà nghỉ mà gia đình mình đã nghỉ một đêm để đi tham quan xung quanh cái nhà nghỉ này như thế nào nhé. Mọi người hãy cùng mình đi tham quan coi xem nhà nghỉ này có những gì và xung quanh cái khu nhà nghỉ này sẽ có những gì nhé. Nào mọi người hãy cùng đi theo mình thôi nào. Let's go. Ở đây họ thiết kế rất là đẹp. Rồi mấy kiểu nhà rất là đẹp. Chọn hoa hợp à. Đây có nhiều cái xích đu. Có nhiều thôi. Không phải một cái tạo mà như một cái nhà gì đó mọi người. Cái họ cho thuê phòng. Ở đây rất là nhiều. Cái nhà này đều cho thuê hết. Bên đó cũng có luôn cả nhà. Nè. À, bên chờ. Đi lên thôi cả nhà. Vệ sinh luôn cả nhà. Cái một đây là chip. Cái phòng 두 개요. À, phòng 두 개. Wow. Cái phòng 두 개밖에 없어. 집이야. Wow. 야, 거실 완전 궁전인데. TV. Một cái phòng, một cái bếp ăn. Đây nhà bếp nè cả nhà. Đây thêm một cái phòng nữa là hai phòng. Wow. Không. Hai phòng. À, hai nhà vệ sinh. Đây một cái phòng này có vài như chung chung. Đây có một cái ban công luôn nè. Mở cửa ra mình có thể là hóng gió biển được cả nhà. Rất là tuyệt vời. Giống như một cái nhà nhỏ thôi, có trong một hộ gia đình vậy đó. Đầy đủ tiện nghi luôn mà. Từ tủ lạnh cho đến chỗ nấu ăn. Rất là đẹp. À. Mọi người. Mình khám phá. À. Đây họ này mọi người. Có cái tủ họ chuẩn bị mùn mền gói cho mình hết luôn nè cả nhà. Thật là tuyệt vời. Đây mọi người, họ trang bị cho mình một cái tủ lạnh luôn nè cả nhà. Đấy, họ trang bị cho mình một cái tủ lạnh là vi sóng, dĩa. Đây, tô, chén, ly. Đây, nồi nấu ăn. Đấy. Nói chung là không thiếu cái gì, giống như một cái gia đình. Và bây giờ mình sẽ đi khám phá xem xung quanh cái nhà này có những gì nha mọi người. Wow, Min cho yo cho, chu yo iso. Wow. Wow. Con ghé siêu nhân chê vô. Wow, từ nhỏ mọi người rất thích. Đây có ghé đây ngồi mà mình ngồi đây mình ăn uống xem mọi người tắm biển. Rất là đẹp.
Đây có một bàn ăn nữa. À, đây là những cái bếp nấu nướng, bên đó là bên trái. À, đây là bên phải nè. Đây. Cũng những cái nhà họ cho thuê luôn. Ừ. Ừ. Đôi tối mình ăn uống này luôn. Rất là tuyệt vời. Wow. Một chút nè. À, đi mua thì ra là đi mua cái Pepsi cho tắm. Chemi sao? Đây có hồ bơi kế bên đó mọi người. Bơi bên này sạch hơn nên có người này. Xuống tắm. Ô nương vô cho anh tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là buổi tối cả nhà của mình á. Đây là cái loại bánh ngọt nữa mình đã chuẩn bị đó mọi người. Và đây anh ấy đang nướng thịt đây. Bao này tươi chi cookie. Đây là thịt heo nha mọi người. Thịt heo mà gần ở du lịch mình mua, công nhận giá nó muốn gấp đôi luôn so với giá ở ngoài mọi người. Mình tính gần mua cho tiện, không thôi là mình đã mua sẵn rồi để ướp nước đá rồi. Mua ở ngoài là bao nhiêu thịt này mình có thể là mua được gấp đôi thịt mình ăn. Nên đúng lại toàn bộ những cái thứ gì mà gần cái khu du lịch thì cũng đều mắc hết cả nha. Nem xe chơi vừa bắt đầu có mùi thơm của thịt nướng rồi đó cả nha. Tuyệt vời. Trong khi chờ thịt nướng nha, các em ấy ăn bánh ngọt thôi à, ăn rất là ngon lắm. Mình thích những cái buổi dã ngoại mà cùng với gia đình như vậy đó mọi người. Tự nướng thịt. Nãy mình tính nó ảnh mệt quá thì thôi ra quán ăn mà ảnh không chịu. Nói nướng thịt gì nó mới cảm thấy nó thú vị và ngon. Ảnh thấy cảm giác được có gia đình quay quần bên nhau. Ảnh muốn cảm giác như vậy chứ còn ra tiệm ăn thì ảnh nói rất là dễ. Nếu ra tiệm ăn thì đâu có tổ chức buổi đi tham quan dã ngoại như gì chứ. Ảnh nói cũng đúng không cả nhà. Nhà mình cũng thường xuyên lắm, anh làm thôi, còn nếu mà anh rảnh là bắt đầu tổ chức. Bữa nay thì nhân viên không đi, tại vì mọi nhân viên cũng đang bận đi làm á mọi người. Về trễ quá nên không có lên đây được. Từ Incheon cho đến cái chỗ này chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng mà vì kẹt xe nên mình đã đi 2 tiếng rưỡi luôn. Nhìn lửa than đỏ rồi kìa. Là tuyệt vời. Wow, khói. Than này là cái chỗ anh cho thuê nhà này nha mọi người. Là họ sẽ chuẩn bị sẵn cho mình. Mình ăn giờ nào thì mình chỉ cần alo họ trước 15 phút để họ có thể chuẩn bị than cho mình bất cứ lúc nào. Hôm nay quá trời đông luôn. Xung quanh đây nha, mỗi nhà đều có người ở hết. Cái phòng mà mình thuê đó người ở đây là cái giá là tiền Hàn Quốc là 20 manon quá. Một phòng là 200.000 won, tương đương là gần 4 triệu tiền Việt Nam mình đó mọi người. Một cái phòng gì, một phòng thì gồm có 2 phòng nhỏ, 2 cái toilet và 1 phòng khách và 1 nhà bếp. Đấy. Tương đương là gần 4 triệu tiền Việt Nam mình đó mọi người. Đấy, anh cho thêm muối lên để cho cái thịt mình ăn nó cảm thấy nó đậm đà ngon hơn. Wow, nó có mỡ. Bán lại ô, taxi bán lại ô. Mình kêu anh nhanh lên. Tại vì thịt nó có mỡ đó mọi người. Không nhanh tay là một hồi cháy đen luôn. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đang đến với kênh Hồng Thấm Cuộc Sống Hàn Quốc ở Incheon. Và bây giờ là cái bữa ăn tối của gia đình mình. Đấy. Đây là thợ bếp chính, đầu bếp chính của nhà mình. Xin chào đầu bếp chính. Yeah. Hay, nướng thịt đó mọi người. Đấy. Nào mời mọi người cùng gia đình mình ăn nhé. Opa, kashi moko. Sun cho apa. Tại vì thịt có mỡ mà mọi người nên lửa. Mình cầm tay luôn rồi, bữa nay không có kẹp rồi cả nhà ơi. Cầm tay luôn cho dễ cắt cho tụi nhỏ ăn.
cơm này rồi. Cho cơm mà. Sao thế? Không xí được. Nếu khi mà mọi người nào mời cả nhà cùng ăn nhé. Một một thứ sao ăn cho em cả chim một rồi một rồi. Xem mi rồi sao? Mình ngày mình với bé lớn này rất là thích gói mọi người. Đây, còn rất là thơm. Có phút miếng thịt. Và đây là miếng kim chi. Kim chi. Còn lưu bù. Yo, yo. Nước sốn nè. Nước sốn mà. Kim chi. Quay. Có chút sốn sao vậy? Mời cả nhà cùng ăn nhé. Nó có sao? Nó có sao? Nó có sao? Nó có sao? Nó hôm nay gặp ớt cay rồi cả nhà, cay cực kỳ. Nãy mình loại mua có hai loại, một loại nhỏ một loại bự. Loại nhỏ thì mình biết thế nào cũng cay. Lưu bù. Chua chua. Cho khoai rồi. Mèo rồi. Khoai rồi. Mèo rồi. Ừ. Khoai rồi. Ăn mèo rồi. Khoai rồi mèo rồi. Chắc là mèo rồi. Ừ. Biết. Mà không mua rồi. Vậy? Chắc mà bị cục khi mà ăn bị tết. Matcha rô luôn. Cục khi mà ăn hả? Bà này vì dụt tất cả đồ sữa. Vì bà xăng chân là một người. Sushi chua của khô gì mà xúc mà ăn khí thế nãy giờ mà vẫn còn. Mình quay cận đi cho mọi người, cho mọi người thấy với miếng thịt nó ngon cỡ nào. Đúng là ăn cái gì đồ nướng là tuyệt vời, mình rất thích. Đây để mình ăn món này nóng hổi luôn. Ồ, da nó giòn nè mọi người, như heo quay Việt Nam mình luôn. To to đi. Đẹp lắm, to lắm. Chế vô. Nóng quá rồi. À. Nó có cái con nóng. 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 Nóng nướng xong rồi đó nha. Đó nó giàu chặn. Thấm này ngon. Mày trời. Thấm này. Đó còn. Nguyên thịt. Nguyên nấm. Nguyên tỏi. Tô hủ không thấy mọi người. Anh bôi không? Miếng tương, pháp chua cơm, miếng cơm, kim chi, gochu 넣었어요 여기. 있어? 조심해요, 많이 매워요. 아, 많이 매워요, 많이 안 매워요. Con gái xấu hôm nay nói ba đừng có cẩn thận, nó không có cay đâu. Không bao giờ. Wow. À, ấp cái, ấp cái, ấp cái. Cơm gì đó? 아까 아침에는 또 밤에 간다며. 야, 아빠 그런 구라를 치는 게 못 보이는데. 나 지금 구라야. 맛있어요? 응. 아니 알아. 야,
여기서 앉아 그럼 저기 숙박을 했겠니? 싫은데 싫은데 내가 왜 싫은데 싫은데 내가 왜 내가 왜 이제 커서 뿌였는데 내가 아 힘들어 아니 천천히 해 천천히 하면서 저기 quay cho mọi người nghe nha. Wow, thật sự chơi luôn rồi đó mọi người. Ăn mà có người đấm lưng luôn kìa. Wow, chơi luôn, cô mau. Cookie. Wow, oh my god. Như đánh trống vậy nha. Đây, bà nó làm đánh như đánh trống vậy. Không nhớ. Nói bọn gì? Cho má. Em rồi. Anh và bây giờ Thắm xin kết thúc video tại đây. Chúc tất cả có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và đừng quên hãy cho Thắm một like và nhấn vào nút kênh đăng ký để có thể xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeonghaseyo. Bye bye. Bye bye.